Hello, chào mọi người nhá. Lâu rồi mình không làm video cho mọi người xem. Đây mọi người ơi, mọi người có biết đây gì không mọi người? Đây, đây là quả khế nha. Buổi sáng mình hái được trái khế. Hôm nay đi làm mà cắt cành cà nên mình mang theo ăn buổi trưa. Nãy mới ăn cơm xong luôn. Nên giờ gọi là ăn cái món tráng miệng. Này, mời mọi người nhá. À, xem ăn như nào. Hơi ngọt. Mới của mình đây, ngon quá. Nhiều nước quá mọi người ơi. Wow, cái này không cho đòn nó ngọt thôi rồi luôn á, nước cực kỳ nhiều luôn. Đây, chấm chấm muối, muối ớt, muối ớt siêu cay luôn, đỏ như gì luôn. Không bưng được. Trời nắng mà mình ăn cái này đúng bài luôn mọi người. Bữa nay chỗ mọi người không biết làm việc gì ha. Chỗ mình bữa nay gọi công việc là cắt cành cà phê thôi. Tại chỗ mình hái cà xong rồi. Nên chỉ có công việc là cắt cành cà phê là chính thôi. Bước qua tháng 2 là tế cà rồi. Nên giờ tranh thủ cắt cành trước. Để sau này còn tưới. Để cho kịp tưới. Mà trời bữa nay hơi lạnh nha mọi người. Tháng 1 mà trời lạnh như gì luôn. Giống như tháng 12 á. Được chưa mọi người ơi? Thế này mà mình ăn không cũng được, tại nó ngọt, không cần chấm muối cũng được, mà mình thích chấm muối ớt hơn. Đây, chấm nhiều vô luôn. Đây. Nước nhiều thôi rồi luôn, ướt hết miệng luôn á. Nhưng mà đã lắm. Cay quá. Cay quá. Cay như gì luôn. Cho mọi người biết mùa này làm việc gì nhỉ? Gia đình mình mùa này chỉ có công việc cắt cà, cắt cành với lại chuẩn bị tưới, tưới tiêu thôi. Còn người ta không có việc gì khác. Như nhà người ta mùa này họ nhuộm mì này kia nữa. Nhưng nhà mình không có. Tại nhà mình không trồng. Không có đất để trồng. Nên nghèo lắm mọi người. Chỗ trồng miền không có. Thế này mà mình ăn tầm 4 đến 5 quả chắc nó không cần ăn cơm nữa. Ăn quả này giống kiểu như thích, nó kích thích ấy. Càng ăn càng thèm ăn luôn. Thèm ăn thèm ngon ấy. Nhớ chưa?
ớt này cay kinh khủng luôn á. Cái này nước nó toàn miệng luôn á, nhiều nước quá. Hay quá. Buổi trưa chúc mọi người ngon miệng nha. Ăn quả này nó dính như răng luôn á. Như răng quá, như kiểu ăn ăn thịt á, như kiểu ăn 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 thịt ba chỉ. Ngon lắm mọi người. Thời bên đây hơi âm mưu, không biết có mưa không, chắc sợ mưa mưa phun. Sợ nhất mùa này nó mưa mọi người, tại cái hoa cả như này nè, nó chuẩn bị nở rồi ạ. Nếu mà mưa xuống nó nở chắc hư hết luôn, giống năm vừa rồi ạ, hư hết. Thành ra năm nay mất mùa đây như này nè, nở ra không được thành hoa chanh luôn, không kịp tưới. Cay quá. 2, 4, 5, còn 5 trái, chắc ăn không nổi đâu mọi người. Ngọt quá. Giờ ăn tìm quả quả nào nó nhỏ nhỏ hơn. Đây, mình ăn thêm quả nữa rồi. Không ăn nữa, sợ đau bụng, ăn nhiều cái này chắc là sợ đau bụng. Để mọi người, mời mọi người nha. Một cảm giác khó tả luôn, quá đã luôn. Còn hai quả này thôi mọi người, ăn không nổi nữa. Thôi chắc mình xin tạm dừng video tại đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Mình hẹn mọi người ở những video lần sau nhé. Thôi, mình bye mọi người nhé. Bye.